khoảng 7 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2021, hàng chục cảnh sát đã bao vây, khám xét trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Lộc trên đường 30 tháng 4, thành phố Vũng Tàu, nghi liên quan đến hành vi buôn lậu. Đầu con hẻm dẫn vào cảng dầu và dịch vụ Hà Lộc của doanh nghiệp này, hàng chục cảnh sát cơ động đứng chốt chặn, người dân được yêu cầu ra xa khu vực, còn những người bên trong đi ra sẽ bị kiểm soát chặt chẽ. Động thái này nằm trong quá trình mở rộng điều tra đường dây sản xuất 200 triệu lít xăng giả ở Đồng Nai và nhiều tỉnh thành, được Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và một số lực lượng của Bộ Công an thực hiện. Đường dây sản xuất buôn lậu xăng dầu này được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay, do đại gia Phan Thanh Hữu, 64 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Hữu Tứ, 64 tuổi quê Vĩnh Long cầm đầu. Sau hơn 4 tiếng khám xét đến 11 giờ, cảnh sát đưa nhiều tài liệu lên xe. Ông Nguyễn Đức Chuyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Lộc, được cảnh sát áp giải ra cổng, tay cầm túi ni lông, ông Chuyên ngoái lại chào những người quen trước khi lên ô tô cảnh sát đưa đi. Cảnh sát tiếp tục khám xét ở nhiều khu vực rộng hàng nghìn mét vuông trong cảng của công ty, việc ra vào tiếp tục bị kiểm soát chặt. Đến gần 12 giờ, lực lượng cảnh sát lần lượt rời đi. Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, phó giám đốc công an Đồng Nai cho biết, trong sáng nay lực lượng chức năng đã khám xét trụ sở công ty, nhà riêng và một số khu vực liên quan đến sai phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Lộc. Ông Quang nói và cho biết chuyên án vẫn tiếp tục điều tra mở rộng. Bước đầu chúng tôi đã bắt giữ người đứng đầu công ty này để điều tra về hành vi buôn lậu.